Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình thời sự là phản ánh của phóng viên về những thiệt hại trong nông nghiệp do cơn mưa trái mùa diễn ra trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của mưa lớn đã làm cho hàng trăm hecta lúa vụ hè thu mới gieo xạ và một số diện tích lúa vụ đông xuân chưa thu hoạch kịp thời đã bị ngập sâu trong nước, gây thiệt hại cho người nông dân ở Hương Trà và thành phố Huế. Tại một số vùng thấp trũng thuộc hợp tác xã nông nghiệp Đông Toàn và Tây Toàn thị xã Hương Trà, đến thời điểm này có hơn 400 hecta trên tổng diện tích 600 hecta lúa vụ hè thu 2017 mới vừa được bà con gieo xạ xong vẫn còn nhấn chìm trong nước. Nhiều tuyến đê bao bị vỡ, trạm bơm Nam Thanh quá tải khiến cho việc tiêu úng để cứu lúa gặp rất nhiều khó khăn. Do cái gieo xạ thì lúa nó còn đang non, nếu không cứu chữa kịp thời á là nó sẽ hư và thiệt hại giống rất nhiều, thành ra là ảnh hưởng đến cái vấn đề năng suất và cái vấn đề kinh tế của bà con. Trong lúc đó, tại hợp tác xã nông nghiệp Tây An, phường An Hòa, thành phố Huế, hơn 90 hecta diện tích lúa vụ hè thu trên tổng số 171 hecta vừa được bà con nông dân xuống giống sau một ngày mưa lớn vẫn còn ngập chìm trong nước, đã hư hỏng nặng, buộc phải gieo xạ lại hoàn toàn. Ông Nguyễn Văn Tâm không khỏi xót xa khi nhìn thấy 1,5 hecta lúa vụ hè thu của gia đình sau một tuần gieo xạ bị nhấn chìm trong nước. Nhiều diện tích cây lúa bắt đầu đâm rễ, nhưng do bị thời gian ngâm nước kéo dài nên phần rễ bắt đầu thối dần. Chủ trương hợp tác xã là quay cứ gặt lại mỗi bốn nước làm để cho kịp phụ trái này. Nhưng giờ chưa thiên tai, cái là dân tôi chịu bỏ tay, ngâm đây là đêm đầu tiên không biết mãi đêm là ra. Còn cái sợ dùng chết đó là chưa biết. Cái khó khăn nhất là hiện tại giờ chưa muốn xả lại thì mấy cây phải tập trung đánh lại. Và đàn lại thứ ba con xả lại và phải bơm thuốc cỏ một lần thứ hai. Thì nói chung là thực sự hiện tại bây giờ là bà con của sản xuất của đồi Lục Sơn chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vì cái lượng ngập úng so với hợp tác xã thì chúng tôi ngập úng hết 2/3 so với diện tích của hợp tác xã. Hiện nay khu vực ruộng bị ngập sâu nhất là 0,5m, nơi thấp nhất từ 0,2 đến 0,3m. Theo hợp tác xã nông nghiệp Tây An, vấn đề khó khăn đặt ra hiện nay là sau khi khai thông hỏi giáp Tây nằm trên cùng công trình thủy lợi Tây Nam Hương Trà với mục đích chống hạn cho lúa vụ hè thu. Tuy nhiên khi có lũ và mưa lớn xảy ra, nguồn nước từ sông Bồ dồn dập đổ vào khiến cho đồng ruộng hợp tác xã nông nghiệp Tây An ngập úng trên diện rộng. Mặt khác, nước từ sông Hương thông qua hỏi hàng tổng đã khiến cho đồng ruộng ngập nhanh hơn. Vì vậy, về lâu dài, các ban ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cần có giải pháp để tháo gỡ vấn đề này nhằm hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp đối với bà con nông dân. Cái lâu dài, cái khó khăn lâu dài là phải của bên hợp tác xã phải nghiên cứu, cũng xin là ý kiến của thành phố để mà làm cái hệ thống chống úng. Vì gần đây, 2 năm gần đây, thì sau khi cái hỏi Tây Nam Hương Trà, tức là cái dự án Tây Nam Hương Trà được khai thông hỏi 5-7 xã, thì rõ ràng là khai thông ngay đoạn đầu, tức là từ Hương An trở về ngang cái chỗ này đường Nguyễn Văn Linh, còn từ đường Nguyễn Văn Linh á mà ra thấu sông Mương Hòa thì cái đoạn đó là không chưa được, tức là khai thông, cho nên tất cả các nguồn nước dồn về á, thì nhiều nhưng mà cái lượng cái hỏi để mà thoát ra thì rất hẹp. Hiện nay, các đơn vị Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Toàn và Đông Toàn thị xã Hương Trà và Hợp tác xã Nông nghiệp Tây An thành phố Huế đang phối hợp lực lượng cùng nhau khắc phục các tuyến đê bao bị vỡ để tiêu úng cứu lúa. Tuy nhiên, do ngập úng quá sâu nên việc tiêu úng gặp rất nhiều khó khăn. Trong tình hình biến đổi khí hậu có nhiều diễn biến bất thường, bên cạnh việc chủ động đối phó của người dân trong sản xuất nông nghiệp, các ngành chức năng cần sớm có phương án để hỗ trợ cho các địa phương, hợp tác xã nông nghiệp và bà con nông dân trong công tác ứng phó với thiên tai.